Nóng tính rồi hả? Dạ có. Nóng cỡ nào Nhẫn? Giống như có cái việc gì đó mà khiến em khó chịu thì cái mặt em nó sẽ thể hiện ra liền á. Em không có giấu được nên mọi người nhìn là mọi người thấy là em đang khó khó ở trong người. Là mọi người né liền hả em? Dạ. Rồi. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À, dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn kế bên và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ánh Nhẫn, năm nay 32 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Em đang là chuyên viên sale tại một công ty làm đẹp có trụ sở tại Phú Nhuận. Ba thẩm mỹ đồ hả em hả? À, dạ không ạ, bên em chỉ là một salon. Tên là Ánh Nhẫn em hả? Nhẫn nại đó hả? Dạ đúng rồi anh Quyền Linh. À, Nhẫn cưới đó. Dạ. Rồi, mời anh trai. Xin chào gia đình bên nhà bạn gái, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và bạn gái. Em tên Nguyễn Khánh Toàn, hiện thì đang sinh sống làm việc ở Bình Dương. Toàn làm gì Toàn? Em làm về ngành điện nặng anh. Hả? Điện nặng anh. Điện hả? Ngành điện á. À, thôi thôi, điện nặng nghe giật mình. Điện nặng điện. Dạ, điện nặng điện. Ừ. Quăng cái miếng hết hồn luôn vậy đó. Tại nghề em vào nghề này em mới biết chứ hồi em chưa vào nghề này em cũng không biết mà trong nghề nói. Em ở Bình Dương với ai Toàn? Dạ hiện tại thì em đang sống với em trai. Em trai ở Bình Dương. Quê em ở đâu? Quê em thì Vĩnh Phúc. Em gái cho nhà trai biết khuyết điểm ưu điểm của em đi. Dạ thưa anh Quyền Linh, là ưu điểm của em trước là em là một người khá là cởi mở, làm việc có trách nhiệm và biết lắng nghe chia sẻ cùng với mọi người. Còn khuyết điểm của em là em rất là dễ nóng tính, có tính nguyên tắc, đôi khi là khá là vô tâm với mọi thứ xung quanh khi mà em quá tập trung làm cái gì đó. Nói chung là người của công việc á. Dạ đúng. Còn nóng tính nữa hả? Dạ có. Nóng cỡ nào Nhẫn? Giống như có cái việc gì đó mà khiến em khó chịu thì cái mặt em nó sẽ thể hiện ra liền á. Em không có giấu được nên mọi người nhìn là mọi người thấy là em đang khó khó ở trong người. Là mọi người né liền hả em? Dạ. Rồi Hoàng có nóng tính không? Em thì hiền. Hiền lắm hả? Dạ. Nhưng mà có giống em gái bên kia là có gì mà cảm xúc sao thể hiện ra mặt hết, chẳng bao giờ giấu được. À, cứ có gì nói đó có đúng gì không? Là nhìn mặt là biết liền nè. Em có khuyết điểm gì không Toàn? Cái giao tiếp của em cũng không được tốt. Em có thấy mạnh gì? Nói về tính cách á, thì em trung thực, hiền hậu, với chịu khó làm lụng, trách nhiệm với gia đình. Còn học hành thì học giỏi lắm. Làm điện là học giỏi lắm á. Em học kinh tế anh. Học kinh tế hả? Dạ, mới chuyển qua. Nhưng mà sao học kinh tế sao làm điện? Trước em làm ngân hàng, còn bây giờ em chuyển qua đây 3 năm nay rồi. Làm điện cụ thể là điện gì? Dạ, điện năng lượng mặt trời áp mái anh. Làm chủ luôn hay là làm cho dạ, công ty? Vâng, thì em làm chủ ấy. Em làm chủ luôn. Em điều hành cái công ty đó. Cổ đông thì cũng mấy bạn bè không à, bạn bè phổ thông. Tức là bạn làm kinh doanh chứ không phải là bạn làm về kỹ thuật. Dạ đúng rồi, quản lý. Đường tình duyên em sao Toàn? Cũng hơi lận đận. Lận đận là sao? Em đã lập gia đình rồi mà. Lập gia đình rồi? Dạ. Được mấy năm? 10 năm. Ôi, 10 năm. Mấy người con? Dạ, 3. Con lớn là nhiêu? Lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất mới có 5 à. Mình ly hôn lâu chưa Toàn? Dạ, 3 năm à. Rồi hiện nay ba người con ở đâu? Dạ, ba cháu thì đang ở với mẹ. Ở gần đó không? Dạ cũng gần, ở Bình Dương. Đó là lý lịch hoàn cảnh của gia đình nhà trai đó. Nhà gái nghe rõ chưa? Dạ nghe. Rồi. Nghe rõ. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Em là có 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là từ hồi thời sinh viên. Mối tình sau là sau khi mà em ra trường, em cũng có quen bạn cũng được 3 năm. 3 năm là dài lắm đó. Dạ. Lý do tại sao em chia tay? Lý do em chia tay là do là thời điểm đó là em đi công tác nhiều á, không có cái thời gian để mà tiếp xúc với bạn nhiều á, nên là cái tình cảm nó bắt đầu nó vơi dần. Dạ, em cũng vô tâm với bạn á, không có hỏi han bạn nhiều trong khoảng thời gian đó, thì dần dần nó xa thì nên là tụi em quyết định chia tay. Em nghe bên đây có một cái cuộc hôn nhân rồi thì em có ngại gì không? Thật ra là em cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà khi mà nghe bên kia chia sẻ thì em thấy là anh cũng khá là chân thành à. Mình ở đây mình phải nói thật với nhau nghe hết, không có giấu điều gì hết trơn á. Dạ. Nhưng mà bản thân em có thấy ngại không? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. Câu trả lời rất là hay chứ. Nhưng biết đâu sẽ ngại. Đúng rồi. Nhiều khi về con cái về bên đây này kia, thí dụ như thế. Nhưng mà thôi cái đó chuyện hai người bàn với nhau. Mình cảm nhận thế nào về hôn nhân gia đình?
nếu như mình bước tiếp một bước nữa? Bản thân em thì em phải có một mái ấm gia đình. 10 năm mình chia tay, thế là phải có một cái gì nó dữ dội lắm đúng không em? 10 năm đó em phải nhịn nhiều. Em có lỗi gì trong cuộc tình đó không? Lúc tìm hiểu nhanh quá, không hiểu nhau hết. Hoàn cảnh lúc đó là mẹ em bệnh á, sắp mất. Nên là tụi em tìm hiểu nhau có 3 tháng. Nhưng mình ở với nhau tới 10 năm rồi, không lẽ mình không hiểu hết? Hiểu chứ anh. Tức là mấy tháng đầu là cũng đã hiểu rồi. Mình đã xác định cưới thì bây giờ mà có, dù không hợp nhưng mà thôi. Cái đầu hồi lúc đó thì cũng làm nhà nước nên là cũng ngại, cũng mắc cỡ nữa. Rồi sau đó thôi mình nhịn cũng thôi chứ cho nó qua. Sau đó có con, cũng hiếm muộn á anh, 4 năm á. Nhưng mà lúc đó em cũng suy nghĩ cho vợ em, vợ em bị hiếm muộn á. Lúc đó cãi nhau suốt rồi thì cũng xác định nói thôi giờ lúc mà mẹ mình ốm bệnh thì người ta đến chăm sóc. Giờ này bạn vợ mình bị như vậy sao mình buông tay được. Mà lúc đó em có cái suy nghĩ là trong hôn nhân đi, thí dụ như là vợ chồng không còn hợp nhau, không có thì người đối với người phụ nữ thì con là đó là cái niềm hạnh phúc, nên là cố gắng kiếm. Sau đó mình vượt qua đến 3 đứa con luôn. Vâng, kiếm có đứa xong rồi lại nghĩ đến con. Lúc đó không... Thật ra thế này nè, anh muốn em coi kiểm tra lại xem con mình có lỗi gì trong cuộc tình đó hay không thôi, để mình khắc phục. Có cái là khác nhau, nói chung khác nhiều anh. Với em thì cái thứ nhất là cái tâm lý em cũng không được tốt. Cái thứ hai là em cũng không, ít lãng mạn. Cái đó cũng quan trọng lắm đó nha. Không có lãng mạn lắm thì cũng tội nghiệp cho người ta. Phụ nữ thường cũng thích lãng mạn lắm ha. Bản thân em hiền nhưng mà có những cái không đúng á thì mình đâu thể nào mình vui lòng được, nên là từ từ nó cứ chai sạn đi. Cuộc hôn nhân 10 năm nó cũng khá dài đó. Cũng vượt qua rất là nhiều sóng gió, nhưng mà có lẽ là cái ải cuối cùng các bạn không vượt qua được. Thôi thì nó là cái duyên rồi. Cô gái của chúng ta có thích lãng mạn không? Dạ, em rất là thích lãng mạn. Đó, chàng trai bên kia nghe chưa, cô gái nào người ta cũng thích lãng mạn hết. Khi mà các bạn không có cái yếu tố lãng mạn trong tình yêu thì nó là một cái khuyết điểm rất là lớn. Em mong muốn mình có một người bạn trai như thế nào? Dạ thưa chị, là mong muốn của em là muốn có một người bạn trai, một người bạn đời mà có thể là biết lắng nghe mình á. Mọi chuyện thì có thể là trao đổi với nhau để cùng nhau thống nhất, sẽ không có những cái vấn đề mâu thuẫn trong tương lai. Dạ, thứ hai là bạn phải có trách nhiệm đối với gia đình và phải làm chủ kinh tế. Bên kia thì làm chủ kinh tế rồi, tại vì đang điều hành cả một công ty mà. Có trách nhiệm với gia đình thì chị nghĩ là có đó, tại vì hiện tại là cũng đã có 3 đứa con rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Có một điều em không thích ở đàn ông đó là bạn không có trung thực đó chị. Cái thứ hai nữa là bạn không có tôn trọng những cái bạn bè cũng như là người thân của mình. Dạ hết rồi. Em có thích cao hay mập hay ốm hay lùn hay thấp gì không? Chị qua chị kiểm tra cho. Em 1m65 rồi thì em nghĩ là cái mẫu hình chị cao hơn em 10cm là ok. Để tôi qua tôi coi. Bên kia 1m75 không? Nói để biết. Dạ, chào nhà trai. Chào chị. Cao thấp nó không quan trọng đâu. Đẹp trai mà, chỉ đường tình duyên lận đận thôi. Tại cô gái bên kia cũng hơi cao. Hơi cao. Rồi ngoại hình là hơi cao. Rồi chàng trai này có mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em xem trọng cái gia đình lắm, nên là cái tuổi của em thì cũng phải sớm mà có được một mái ấm gia đình cho nó ổn định cuộc sống. Công việc thì cũng đã ổn định rồi. Cái cần nhất là cái đầu tiên là cũng phải có cái cảm mến, cái tình yêu với nhau, tôn trọng nhau và chia sẻ. Trong cuộc sống thì nó thăng trầm, nó lên xuống dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có thì yêu thương nhau thực sự, chân tình với nhau mà hợp nhau thì sẽ gắn bó với nhau được. Em cũng có nhiều cơ hội nhưng mà các bạn cũng ngại. Em có 3 cháu. Cái rào cản lớn nhất của em là như vậy. Đúng vậy. Vâng. Vấn đề là em có 3 cháu, ví dụ như vậy em chứng minh được cái khả năng có thể lo cho, nếu như em có một gia đình mới, em có con, có gia đình có đủ lo cho gia đình hay không thôi. 3 cháu nhà em á là hoàn toàn là em dư sức, đủ sức. Hiện tại thì công việc của em thì bây giờ thì nó cũng vẫn còn khó khăn. Nó cũng mới khởi nghiệp cách đây 3 năm thôi, nhưng mà tương lai thì nó tốt lắm. Tương lai tốt, tương lai kinh tế tốt, không lo gì hết. Bây giờ 3 đứa con thì ở với mẹ rồi ha. Anh biết em vẫn ái ngại là anh có 3 đứa con, nhưng quan trọng nếu một người mà mình thấy hợp với mình, đúng gu mình ha, anh nghĩ rằng nó sẽ quên đi những điều kia hết. Hôm nay em đi với ai? Dạ thưa anh, em đi với em gái. Em gái, trời. Em gái bây giờ theo dõi câu chuyện em thấy sao nè? Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Toàn. Ngồi theo dõi câu chuyện thì em cảm giác anh Toàn là người khá là chân thành, là mọi người lý tưởng của gia đình. Anh cũng có chia sẻ là về kinh tế đồ thì anh rất là ổn định rồi,
Thì hiện tại là chị em thì cũng mẹ thì cũng hối lấy chồng lắm rồi. Khi mà chị đăng ký chương trình này thì em rất là ủng hộ, thì đến đây để hộ tống chị theo để mà xem mắt bạn trai. Nhưng mà quan trọng thì ở đây vẫn là cái cảm xúc của chị và anh thôi. Tí nữa mở rào ra thì anh chị sẽ giao lưu với nhau. Thì nếu mà mình đã có cảm xúc với nhau, chia sẻ được với nhau, thì em nghĩ là mình nên dành cho nhau một khoảng thời gian để tìm hiểu trước cái đã. Còn vấn đề sau này thì mình tính tiếp. Dạ, được đó. Hết ạ. Em gái xinh quá hả? Gái có người yêu chưa? Có chưa, chưa, có chưa. Chưa hả? Chưa lên đây. Chị Lan lo. Ở nhà trai đi với ai nào? Em đi với em. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh. Em là em gái bên họ hàng của anh Toàn. Thì hôm nay em đi để ủng hộ ảnh tìm được cái mảnh ghép của ảnh. Em thấy chị gái bên đây là ngoại hình rất là ưa nhìn, rất là xinh ạ. Nói chuyện cũng rất là dịu dàng á. Thì em thấy là cũng hợp với anh của em. Thì em thấy chị có tiêu chuẩn là một người đàn ông chân thật á. Anh của em là rất là thật nên là chị yên tâm về điều đó. Và kinh tế của anh em thì cũng ổn định rồi. Nên là mong chị cũng cho anh em một cơ hội là tìm hiểu nhau và tiến tới xa hơn. Cảm ơn. Cảm ơn hai bên gia đình. Tôi nãy giờ nghe câu chuyện tôi thấy hai người này về mặt giao diện thì rất hợp với nhau. Chỉ có nói thẳng ra một điều là cái rào cản là anh ấy có ba người con thôi. Mà tôi nghĩ rằng nếu như với tình yêu đủ lớn á thì con sẽ vượt qua điều đó. Bây giờ tao mở rào cho bên gặp mặt nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu câu chuyện đi con trai. Nào. Em có món quà gửi tặng anh, đây là một cái quyển sách chữa lành tâm trí. Cảm ơn. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em chúc em mãi là xinh đẹp và xinh tươi trẻ chung như cái đóa hoa này. Dạ, cảm ơn bạn. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Em thấy là anh công tác ở Bình Dương á, thì nếu như mà anh về Sài Gòn á thì không biết là có trở ngại gì không anh? Cái việc của anh thì nó nói chung là mấy năm vừa rồi là việc nhiều lắm, còn giờ thì nó cũng tương đối này, nên là vấn đề mà đi khoảng cách đó thì không có vấn đề gì. Em ở đoạn nào ở Sài Gòn? À, em ở quận 2, còn em đi làm thì ở Phú Nhuận. Phú Nhuận. Anh có việc gì ở Sài Gòn không hay là mình chỉ làm chủ yếu là ở Bình Dương ạ? Anh thì việc không có trên Sài Gòn, dạ. Ở Bình Dương. Hiện tại là anh đang ở với ba mẹ. Em út anh, bố mẹ anh mất hết rồi. Em cũng có cái câu hỏi để muốn hỏi anh, thì không biết là quan điểm hôn nhân của anh sau này như thế nào, khi mà đã trải qua những cái đổ vỡ á, cái định hướng sắp tới của mình như thế nào anh? Lúc đầu cảm xúc với nhau có yêu rồi, nhưng mà sao phải hợp, có cái đồng cảm chia sẻ với nhau mà phải lắng nghe nhau nữa. Dạ. Nhưng mà đương nhiên là cái tình cảm ban đầu nó quan trọng. Dạ. Em cũng như từ ban đầu em có chia sẻ, em là người rất là biết lắng nghe, nhưng mà để mà lắng nghe thì đối phương người ta cũng phải bộc bạch trước cái đã. Không biết là anh có, tại vì em hồi nãy em có nghe anh nói là anh cũng là khá là rụt rè đúng không anh? Đúng rồi. Anh có câu hỏi nào cho em không? Dạ, cho em hết tiêu. Anh có chia sẻ câu chuyện của anh như vậy đó. Các cháu nhà anh á, thì em có, bây giờ thì các cháu vẫn, cháu ở với mẹ. Tại vì bản thân nói thực sự là chia sẻ với các anh chị là khi chia tay á, là em không muốn là ba tách rời ba đứa, ai nuôi cũng được, vợ nuôi cũng được mà mình nuôi cũng được. Hai người không hợp nhau thì chia tay nhau. Nhưng mà con cái tách ra tội nó lắm. Lúc đầu mà xác định mà chia tay ấy là em nuôi, nhưng mà sau đó là vợ có thay đổi lại là muốn nuôi đứa đầu, đứa cuối. Thấy tội lắm. Nên thôi em chấp nhận. Còn khi mà mình đã xác định là thôi giờ vợ nuôi thì mình sẽ phải có cái hướng xử lý thế nào. Giờ thì các cháu có cha mới rồi. Mà cha mới thì cảm nhận là rất là tốt, quan tâm rồi đến các cháu, nên là mà cuộc sống ở bên đó thì cũng đang ổn. Yeah. Trước giờ mình thấy là các bạn nữ sẽ ngại, em có thể vượt ngại là chắc rồi đó, mà em thấy em có vượt nổi qua nổi hay không. Anh thấy mà em nói bên kia đã có gia đình rồi, một người đàn ông đó là một người đàn ông tốt đó, họ thấy một người phụ nữ có ba người con ở chung mà họ còn chấp nhận được, chứng tỏ rằng ba cháu rất là ngoan, thậm chí là vợ của em cũng là một người tốt đó. Bây giờ thế này đi. Nào, em đứng lên đây, em gái. Đây. Hãy cầm tay nhau để truyền hơi ấm cho nhau, để trao cảm xúc cho nhau, để xem mình thấy rung động chút xíu gì không. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Bây giờ cảm xúc của mình như thế nào? Mình nói đi cho đối phương biết. Em nói đi. Em hả? Thì thấy tay anh cũng khá ấm, nhưng mà anh bóp tay em nhiều. Nó bóp chặt quá. Bóp chặt quá.
anh có bối rối rồi đó. Nắm tay chút để thật ra để làm gì? Để cho ta cảm nhận những cảm xúc để cuối cùng ta đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mình có thể hợp nhau thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được? Nếu mà định hướng mà đến hôn nhân á, yeah, thì em định hướng thế nào khi mà gặp được người mà phù hợp, người thương yêu mình mà mình cũng thương người ta thì khoảng bao lâu? Em cũng chia sẻ thật lòng với anh là năm sau. Năm sau? Dạ. Thời gian tìm hiểu với lại kết hôn luôn là vừa vặn khoảng 8 đến 12 tháng rồi. Trong năm sau thì là đúng cái ý, cái mong muốn của anh á. Bây giờ mình để tay mình nút bấm thôi các bạn. Đưa ra quyết định. Cảm xúc của mình như thế nào mình quyết định theo cảm xúc. Chúng ta đừng làm trái cảm xúc của mình. Chúng ta phải bấm bằng cảm xúc của mình nha. Hai anh chị hãy cảm nhận lại những cái giây phút vừa rồi, cảm xúc mà chúng ta đã trao cho nhau, xem rằng đây có phải là một nửa yêu thương mà mình đang đi tìm hay không, có phù hợp với mình hay không. Ngọc Lan sẽ hô 3 tiếng và sau đó hai anh chị sẽ quyết định nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Em thấy anh rất là chần chừ, em rất là hồi hộp, mà em không hiểu lý do tại sao anh lại chần chừ. Suy nghĩ điều gì vậy em? Em thường em phản ứng chậm lắm anh. Phản ứng chậm hả? Chậm chả. Có thể là do tính cách của người làm kinh doanh, họ phải suy nghĩ thật là kỹ. Thật ra cô gái bên kia có trăn trở đó, có suy nghĩ đó. Cô ấy quyết định bấm để mở ra một cơ hội và em phải nắm bắt cơ hội đó. Quan trọng là do em thôi. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Thế này nè. Đó. Hãy vượt qua những rào cản của cuộc sống. Nếu như chúng ta yêu nhau, chúc hai em thành công. Chúc hai em hành phúc. Cảm ơn Quỳnh Linh. Cảm ơn chị Ngọc Lan. Tại dự án Bình Dương. Bình Dương. Sáu làm công việc gì Sáu? Dạ em làm kỹ thuật kiêm phải thành kinh doanh. Em là quê ở đâu? Dạ em quê ở Quảng Bình. Nguyễn Viết Sáu nha. Sinh năm 87. Dạ. Từ Quảng Bình vào Bình Dương. Đó, làm kỹ thuật kinh doanh. Dạ, xin chào chương trình, xin chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tên là Võ Thị Hồng Nhung, em sinh năm 95. Công việc em hiện tại là em làm nhân viên hành chính nhân sự, có công ty ở quận 1. Quê em ở Tiền Giang ạ. Ồ, đồng hương với anh Quyền Linh nha. Rồi, bây giờ ưu điểm khuyết điểm của Sáu là gì? Dạ, cái khuyết điểm của em thì trước đây thì có hút thuốc. Hút thuốc? Dạ vâng. Hút nhiều không? Dạ... ngày một gói á, nhưng mà từ khi đăng ký lên chương trình thì em cũng đã bỏ được rồi. Bỏ được chưa? Ồ, vậy là mừng rồi đó. Vậy là bỏ hút thuốc rồi. Dạ. Đó, khuyết điểm. Dạ. Ưu điểm có gì? Ưu điểm thì em đã làm việc thì rất là hăng say, có thể là làm xuyên đêm. Em biết sắp xếp công việc, ví dụ như công việc nào quan trọng làm trước, công việc nào quan trọng làm sau này. Rồi luôn tôn kính các anh chị ba mẹ trong gia đình. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em là người ham học hỏi. Em thích cái gì đó thì em sẽ cố gắng em làm được. Còn nhược điểm của em thì em ít nói và em hay nóng tính. Nóng tính ở đây em là khi cái việc gì đó xảy ra rồi thì thôi em sẽ không nhắc đến nữa. Vậy là không sao, nóng chuyện đó thì không sao. Cô gái bên này hiền lắm. Hiền hả? Em trai bên đây cũng hiền mà. Đường tình duyên của em sao Sáu? Dạ em thì từ trước đến giờ chỉ có một mối tình. Một mối tình? Dạ. Mối tình của em thì từ cái thời 2016 á. Mối tình đó mấy năm? Dạ thằng được 6 năm. 6 năm? Dạ. Dài đó. Dạ. Nhưng lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì bạn đó là làm bên nghệ thuật. Lúc mà xác định hai người tính cưới á thì tính ra là bà nó nghỉ bên cái ngành đó. Nhưng mà đến khi em thấy bà nó còn yêu nghề với là thời gian nó cũng đang còn trẻ, cho nên là em để cho bà nó theo nghề. Ừ, theo nghề có liên quan gì tới chuyện cưới nhau đâu? Dạ, theo nghề thì theo về bên cái nghề điện ảnh đó. Xong rồi bà nó cũng có quen cái người ở trong ngành cùng nghề với nhau. Tức là có quen người khác thì mới xảy ra chia tay đúng không? Dạ. Chứ không phải là làm nghệ thuật không liên quan gì tới chuyện cưới hỏi đúng không? Dạ. Rồi đó, đường tình duyên ta trắc trở quen sáu năm quá trời rồi. Còn cô gái của chúng ta bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em mới được 2 mối tình, nhưng mà mối tình đầu tiên là sinh viên,
Còn mối tình thứ hai là sau khi em tốt nghiệp ra trường thì quen nhau được khoảng 2 năm và chia tay. Vấn đề là bạn đó với em có hai hoàn cảnh rất là khác nhau, và với lại gia đình của bạn đó cũng định hướng bạn đó ra nước ngoài, nên em thấy không có tương lai nên là em chia tay. Rồi thế thì bây giờ mình quen một người bạn trai mới nè, sắp tới nè, mình có cái mong muốn như thế nào? Em mong muốn là bạn trai của em thứ nhất là phải chín chắn, tại vì em cũng hướng đến việc là quen lâu dài, chứ em không kiểu mà quen chơi. Dạ đúng rồi ạ. Thứ hai nữa là bạn đó phải có công việc và nghề nghiệp ổn định để sau này hai đứa có thể xây dựng được tương lai. Thứ ba nữa là bạn đó phải thành thật và chân thành và biết tôn trọng. Dạ. Thế thì có điều gì ở đàn ông mà em không thích không? Em không thích bạn trai thứ nhất là chơi game. Chơi game? Có chơi game không? Sáu. Lâu lâu rảnh thì chơi hả? Đó, dạ. Có ghiền không? Không. Không ghiền. Rảnh chơi thôi. Chào em gái. Thứ hai là không hút thuốc. Đây bỏ thuốc rồi, yên tâm. Nhậu thì có thể là biết nhậu thôi chị. Rồi không thích gì nữa? Em không thích người có bụng bia. Có bụng bia hả? Để qua coi coi. Nó cũng hơi có chút. Cũng hơi có chút á. Thôi mình đừng có nín làm gì. Mình thở đi. Tại sao không thích bụng bia? Em cảm thấy là em hơi sợ. Bụng lúc lúc cỡ 3 tháng được không? Cỡ vậy được không? Dạ, như anh Quyền Linh thì ok. Ok, phao thấy bụng tôi được mà. Chào nhà trai. Chỉ có cái thôi, chị. Thôi. Nãy giờ nghe những tiêu chí của bên kia, em cảm thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, hầu như là em đáp ứng được hết rồi đó chị. Tự tin nha. Tự tin lắm nha. Rồi bây giờ mình nói về hình mẫu lý tưởng của mình đi nè. Nói chung là một người nó nhìn nó chuẩn mực của cô gái Việt Nam là được rồi. Chuẩn mực của Việt Nam là sao? Trời ơi. Như không cần phải là giống như hoa hậu mà như hoa khôi cũng được. Nói chung là con người phải cao vào tầm 1m60. Ta đây có 5-7 à? Dạ, lên đồ nó cũng được 1m60 cho anh. Ừ. Về tính cách thì biết hòa đồng, biết ứng xử. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, có năng khiếu kinh doanh thì càng tốt. Năng khiếu kinh doanh, được không em gái? Dạ, em cũng có định hướng sau này em phải kinh doanh. Thôi, được rồi. Vậy là cũng tương đối rồi đó. Tương đối, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Gái đi với ai? Dạ, hôm nay em chỉ đến một mình thôi ạ. Em gái em bận học. Có chị Lan chỉ lo cho. Đúng. Rồi, nhà trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi có ba mẹ của em. Anh đầu với chị dâu. Ôi, và với một đứa cháu. Dạ, con chào nhà trai ạ. Chào ông bà. Chào đại gia đình nhà trai. Bà thấy sao nè, thấy cô con dâu tương lai mình sao nè, được không? Hôm nay là ba mẹ là đi tìm kiếm cho thằng út có vợ có mừng là nhìn thấy cô dâu cũng gọn gàng cũng được. Cũng được ha. Rồi mời ông nói vài câu, ông thấy sao không? Thấy cô gái thì bên ngoài thì thấy cùng họ gọn gàng xinh gái, nhưng ông thấy xa quá thì không biết tôi như thế nào. Tiền Giang, Bình Dương không có xa đâu ông. Đi tí 2 tiếng tới à? Rửa thôi. Dạ. Rồi, mời đại diện gia đình nào? Chị hay là anh gì đó? Không, thấy hai đứa em có hợp nhau không? Chào anh Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan. Cũng như toàn bộ, tôi là anh cả của anh Sáu, là anh trai đầu á. Thì hôm nay đến trường quay đây thì thực sự rất là Sáu cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn tìm một cái nửa cho em nó gọi là yên ổn, để ông bà cũng nói chung nhìn thấy được con dâu thì ông bà sẽ vui, đối với sống được thêm vài tuổi, vài chục tuổi nữa. Dạ. Đó, thì nhìn cô gái bên này thì thấy cũng có nhiều nét mà sẽ cũng tương đồng với chỗ em Sáu đó. Thì còn cái quyền lựa chọn thì hai em tự rút gặp mặt rồi hai em tự đưa ra quyết định. Thì còn anh thấy thì cũng được rồi. Rồi anh cả thấy được là được đó. Dạ. Thôi vậy mình mở rào đi. Dạ. Mở rào. Rồi, mời Sáu. Chào em. Dạ, chào Lan. Anh về đây với chương trình thì có món quà tặng cho em. Em có thể mở ra xem, ở đây là bông hoa hồng sáp. Nó là giữ được rất là lâu. Ở đây là phải son để giúp cho em xinh xắn hơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, hôm nay em cũng có món quà tặng anh. Đây là bánh em tự tay làm. Mong anh thử như thế nào. Cho em vị trí. Rồi, vị trí đi Sáu.
Rồi hai bạn nói về cảm nhận khi mà nhìn thấy nhau đi. Nhìn em rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Em lên trên thành phố này lâu chưa? Dạ cũng khoảng được 9 năm rồi anh. Em lên đây học đại học xong đó là đi làm tới bây giờ. Em cảm nhận gì về anh? Dạ anh thì nhìn bên ngoài thì còn cũng đúng như người em muốn tìm. Bụng có bự lắm không? Dạ. Hẹn hò sao nè? Dạ hiện tại công việc anh là ở Bình Dương hay sao ạ? Đúng rồi, công việc của anh ở Bình Dương. Em thì hiện tại đang ở Nhà Bè đó. Công việc em thì ở quận 1. Nếu mà quen nhau hẹn hò thì anh một tuần sẽ dành được bao nhiêu thời gian để gặp mặt? Thời gian của anh thì tương đối thoải mái, cho nên chỉ cần lúc nào em có thể rảnh thì gọi cho anh thử tới. Bây giờ là mình hỏi bạn gái coi khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới được. Nếu như mà anh với em đi tới bấm nút hẹn hò thì em tầm khoảng bao lâu thì em nghĩ mình có thể cưới được? Dạ, việc hẹn hò tìm hiểu nhau thì đó là tùy chúng ta thôi. Còn việc mà kết hôn á thì em dự định cũng là năm sau hoặc năm tới. Dạ. Theo em thì nên sinh mấy đứa, mà sinh trai, con trai hay con gái? Dạ em nghĩ là sinh thì hai là đủ rồi anh. Còn trai hay gái thì tùy duyên thôi, chứ mình đâu thể nào chọn lựa được. Cũng giống quan điểm của anh, con trai con gái không quan trọng. Đầu tiên là sinh một đứa, điều kiện kinh tế tốt, lo cho con cái tốt thì mới sinh được đứa thứ hai. Còn không tốt nhất là một đứa. Bây giờ thế này, sao đứng lên. Đây, con gái đứng lên. Bây hai người nắm tay nhau nào, hai tay luôn. Đó, chúng ta trao nhau cảm xúc. Bây giờ sao có thể nói cái gì cảm xúc của mình với cô gái nãy giờ mình nói chuyện đó. Mình thấy cô ấy thế nào, nói chuyện được không, có gì cần nói với cô ấy hay không? Tay em hơi lạnh nhỉ? Dạ đúng. Anh có thể sưởi ấm được. Như hồi nãy bác trai có nói là từ Bình Dương đến Tiền Giang thì rất là xa, thì anh nghĩ như thế nào? Thì ba mẹ xa thì đó là suy nghĩ của ba mẹ, tại vì ba mẹ cứ nghĩ, nói chung suy nghĩ của người lớn nó khác suy nghĩ của mình mà. Xa thì mình có thể biến nó thành gần được. Ông lớn tuổi rồi, ông thấy đi xa thì ông nói xa, còn sáu trẻ nó thấy gần. Người lớn đi chậm nên thấy xa. Tiền Giang sát bên, trời, nhà tôi về hoài mà. Tuần tôi về đủ 6 ngày mà. Tôi nắm hoài đứng hoài vậy trời. Rồi, thôi chúng ta về vị trí ngồi đi. Chỉ cần nhìn nhau là đủ, chỉ cần nắm tay là đủ. Để xem chúng ta có rung động hay không. Các bạn hãy suy nghĩ lại về những cái giây phút vừa rồi. Xem trái tim của chúng ta đã có thực sự rung động hay chưa. Xem nửa kia có phải là một nửa mà chúng ta đang đi tìm hay không. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi sau đó đưa ra quyết định. Và sau khi quyết định thì các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Em trai không bấm. Em cảm thấy nó chưa rung. Rồi. Anh Quỳnh Linh làm sao? Em cảm thấy chưa rung động, em không bấm. Được rồi, đó là quyết định của em. Không sao cả. Em gái rất là dễ thương, rất là chân thành, một cô gái của gia đình đó. Cảm xúc của em như thế nào? Em vẫn bình thường. Nhưng mà em cũng rất vui hôm nay đã gặp được một bạn mới. Có thêm nhiều người bạn là có thêm nhiều niềm vui ha. Có lẽ hôm nay các bạn không có nợ nên không gặp nhau. Chúng ta là bạn với nhau, biết đâu trong cuộc sống này chúng ta sẽ giúp đỡ, hỗ trợ nhau rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều may mắn. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái, mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào mọi người trong trường quay và chào bạn nam bên đấy. Mình tên là Lê Thị Thu Thủy, đến từ Đồng Nai. Hiện mình đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Mình 35 tuổi. Thủy làm gì Thủy ơi? Em làm nhân viên kinh doanh ạ. Nhân viên kinh doanh. Quê Thủy ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai ạ.
Đồng Nai luôn. Bây giờ ở đó với ai Thủy? Ở đấy có bố mẹ và các em gái em. À, mời em trai. Em xin chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan, toàn thể quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trung Khánh. Em sinh năm 1989, em quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng em làm việc ở Bình Dương. Công việc của em là nhân viên vận hành máy, vận hành dây chuyền sức tái chế em bé. Hiện nay em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương? Hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở với ai? Dạ em ở với lại em gái em. Mình ở nhà riêng mình hay là? Dạ ở nhà riêng mình ạ. Ở nhà riêng mình luôn? Dạ. Em gái có gia đình chưa? Dạ em gái em có gia đình rồi ạ. Ở quận mấy em? Dạ em ở quận Thủ Đức ạ. Sơ bộ như vậy, bây giờ chúng ta đến với ưu điểm khuyết điểm đi, nhà gái. Điểm mạnh có lẽ là các công việc nội trợ và những việc mà đòi hỏi sự tỉ mỉ của đôi tay. Còn khuyết điểm thì thỉnh thoảng có hay căng thẳng và lo lắng. Và khi mà lo lắng như người khác thì cũng hơi lo lắng quá so với vấn đề thực tế. Căng thẳng quá, tôi thấy sao lên đây ai cũng căng thẳng quá. Chào em gái, thoải mái lên nào. Cười có đồng tiền vui thế. Có tật xấu gì không? Dạ nhiều lắm ạ. Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều thí dụ? Hay ngủ nướng. Không sao, có đâu phải tật xấu đâu. Có việc là phải nhảy rồi, khỏi có nướng gì chừng á. Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi. Có vậy thôi hả? Trời ơi, đâu có tật xấu gì đâu. Ưu điểm của em trai là gì nè? Dạ, ưu điểm khuyết điểm của em là em không biết nhậu, em không biết uống thuốc. Tốt. Em hòa đồng vui vẻ với mọi người, em dễ tiếp xúc với người lạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè trước đám đông. Với lại đôi lúc mình không biết nhậu, là trong lúc giao tiếp trong công việc mà cần để đến người ta mời là mình uống mà là sai. Tính em uống vô là em khó chịu lắm, em dễ buồn ngủ. Có mấy mối tình rồi? Tình trường của em thì em đã trải qua một mối tình, nhưng mà em đã được đã ly hôn được 3 năm rồi. À, em có vợ rồi, có con chưa? Dạ chưa có con ạ. Cưới nhau mấy năm? Cưới nhau 3 năm, trong thời gian 3 năm chung sống hai vợ chồng không có tiếng nói chung. Nói chung lỗi thì không là do hết, do hai người thôi. Quan trọng là em có biết lỗi gì em trong đó không? Dạ có. Thí dụ đôi lúc thì công việc thì mình về trễ, mình không phụ giúp được trong gia đình. Vợ đôi lúc cũng càm ràm, thì có mặt lớn mặt nhỏ thì đôi lúc thì quạo lên đúng không? Phải là xích mích rồi gây lộn đúng không? Dạ. Đó lỗi của mình đúng rồi. Bởi vì mình đi làm về trễ, mình không phụ được gia đình, mình phụ được vợ, vợ càm ràm là đúng. Bây giờ có vợ nè, em cố gắng không đi về trễ, không có nhậu nhẹt về trễ. Nhận ra khuyết điểm là tốt rồi, đúng không? Có sao nói vậy. Nhà gái thấy bên kia có một đời vợ, có ngại không? Dạ không ạ. Thoải mái đúng không? Dạ. Vậy thì tình trường của mình như thế nào? Em cũng chạy qua hai mối tình. Lúc em còn là sinh viên năm nhất. Và cái lần cuối cùng, lần gần đây nhất ấy là năm 2011. Mấy năm, mối tình được mấy năm? Dạ một năm ạ. Một năm hả? Là tới nay là 10 năm rồi em không yêu ai hết? Dạ không ạ. Trời ơi. Sao vậy? Lý do? Em... Mình chưa gặp đúng đối tượng hay là do mình mất niềm tin vào tình yêu hay như thế nào? Hay mình không tự tin vào bản thân mình? Dạ không ạ. Khoảng thời gian đấy thì em cứ đi làm rồi về nhà. Thì nói chung là cũng có đi uống cà phê này nọ, nhưng mà nó không gọi là mối tình gì cả. Chưa gặp đối tượng đúng không? Dạ. Bây giờ đối tượng của em thế nào là em diễn tả thôi. Em cần một người đàn ông biết hướng về gia đình. Hướng về gia đình? Dạ. Gì nữa? Chững chạc và thích con nít, thích trẻ con. Và nếu có thể bạn ấy hài hước một xíu thì tốt. Căng thẳng quá hả? Hơi nhát đó. Nhát. Lâu quá chưa có tình yêu, hơi nhút nhát xíu hơi đúng không? Một mẫu hình lý tưởng của em đẹp trai như thế nào không? Ngoại hình thì cứ khi gặp thì thấy hợp mắt là được. Hợp mắt là được đúng không? Dạ. Nãy giờ nhà gái đưa ra tiêu chí vậy, mình thấy mình đáp ứng được nhiêu phần trăm? Dạ, mình đáp ứng được 60-70%. 60% thì bà mối qua coi coi. Mình đã đáp ứng được 60% đó, coi được không? Chàng nhà trai, yêu cầu bên nhà gái của chúng tôi đâu có quá khó khăn đâu, mà tại sao nhà trai nghĩ là chỉ đạt được 60%? Em nói thì nói vậy thôi, chứ còn sau này về mới chứng minh thực tế như thế nào. Vậy còn mình nói thì mình nói khiêm tốn vậy thôi. Chịu, chịu câu trả lời như vậy. Yeah. Rồi vậy thì còn cái tiêu chí một người phụ nữ của nhà trai như thế nào? Đối với em thì người phụ nữ biết thương yêu chồng con là được. Biết nấu ăn một chút xíu là được. Nhà còn... bên đây là nữ công gia chánh là hơi giỏi luôn. Dạ. Dịu dàng nhẹ nhàng đầm thắm nết. Bên đây hiền lành lắm em trai ơi. Dạ. Hiền lành. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ em gái đi với ai nè?
Dạ, em đi với đồng nghiệp và em gái ạ. Đồng nghiệp hả, em gái. Thôi mình nhờ đây chào nhà gái gia đình đi. MC Quyền Linh và xin chào MC Ngọc Lan, xin chào tất cả mọi người ở trường quay. Mình là người chị đồng nghiệp của Thủy, làm cùng cơ quan cũng lâu năm nên mình cũng hiểu Thủy rất là nhiều. Thủy rất là dễ thương đó, Thủy dễ thương đó, rất là tuyệt vời luôn á. Nói chung là công việc làm rồi khéo léo, cẩn thận tỉ mỉ, rất là ok. Ngoài công việc ra thì Thủy tập thể dục thể thao, rồi đọc sách, rồi nấu ăn. Nói chung là rất là khéo lắm, nói chung là tốt lắm. Thì cũng chưa có thấy hẹn hò gì, thì hôm nay đến với chương trình á, thì cũng mong được tìm được người hợp thì để kết duyên. Thì cũng chị thấy như em trai bên này thì chị thấy là cũng chững chạc, giống như Thủy cũng đưa ra cái tiêu chí thì chị thấy cũng được, thì nên hai em cho nhau cơ hội để mình hẹn hò. Xin cảm ơn. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai mình đi với ai? Hôm nay em gái mình bận nên không đi được, em đi mình. Đi mình không dạ. Sao, có anh Quyền Linh. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ để hai bên gặp mặt trao đổi đi, coi tình hình sao. Nha. Thoải mái lên đừng gái nha. Thực ra đây giống như mình ngủ cà phê thôi. Có gì có anh Linh với chị Lan ngồi đây. Thoải mái lên, cười rất là xinh luôn đó. Nha. Rồi, mở ra. Trời, anh này thấy cái con bò không bạn nha. Dạ, con cảm ơn ạ. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Để chị cầm hoa cho. Em có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn em. Thôi giờ đứng đó hát gì cho nó vui vui, hai người ngại ngùng quá. Bây giờ nào trai hát gì cho nó vui vui coi nào. Tặng em gái bài đi. Em hát nhớ lắm mà. Bài đó, bài cũng được hết. Ai, em xin phép hát một đoạn ạ. Em ơi em thương em lắm, tay đâu đưa đây anh đắm, chờ một ngày trong năm đưa tay đúng anh đắm hay đưa tay anh đắm. Hát rõ lên rồi nào, 2, 3. Em ơi em thương anh lắm, tay đâu đưa đây anh đắm. Sao vậy? Thôi được rồi. Em gái hát là gì đi em gái? Em không biết hát. Không biết hát hả? Hai bên sao? Đầu tiên mà sao nhút nhát quá vậy, được đưa quà đi đứng đây coi. Với hai cặp này sao nhát quá vậy. Bây giờ nè, bữa nay mình lên đây đó, mình trò chuyện thoải mái với nhau này, đứng đây. Trò chuyện thoải mái với nhau, ha. Nhìn thẳng mắt nhau rồi, nhìn thẳng nhau. Đó, đừng có nhìn láo liên cũng liên nhìn qua lại. Nhìn thẳng mắt nhau để cảm nhận nhau. Đây, mình thật gần với nhau luôn. Đầu tiên nè, em thấy bạn gái sao? Nhìn bạn gái nói. Gặp bạn gái, anh thấy bạn gái rất là dễ thương. Ừ, gì nữa, nói, nhìn bạn gái nói. Nhưng mà em do em hơi rung quá, em không biết nói sao. Rung quá đúng không? Nắm tay cho đỡ rung nè. Đó, đó. Em thấy sao, nắm tay rồi thấy sao nè. Nắm tay xỉu như sân khấu luôn á. Đừng có xỉu nè, còn rung không? Còn rung không? Hả? Hết rung. Hết rung rồi đúng không? Bạn gái mình rung không? Dạ con ạ. Còn rung hả? Rung lắm. Em thấy anh trai sao nè? Hả? Nhìn, dạ anh chững chạc. Nhìn thẳng thôi đó. Không giống nhìn nhau sao cảm nhận được đúng không? Rung quá. Rung quá. Nắm tay thấy sao? Tay bạn gái rất là ấm, mềm mại. Thấy tay bạn trai sao? Dạ lạnh. Lạnh hả? Dạ. Tại rung á, tại rung á. Bao lâu rồi không nắm tay bạn trai rồi? Cũng lâu lắm rồi. Lâu rồi hả? Mấy năm rồi? Nhiều năm rồi. Nhiều năm lắm rồi hả? Thấy người này sao? Là bạn gái dễ thương. Dễ thương, nhìn thẳng vô mắt đó coi. Dạ. Bên đây nè, bên đây có đồng tiền điếu nè, bên đây có hai đồng tiền sâu hóng luôn. Hai bạn rất là đẹp đôi. Tiền không á, cưới nhau tiền không đó. Người dưới trên thấy có ba tiền rồi đó. Ờ. Rồi, cho cảm xúc về chút xíu thôi, mình về ghế ngồi cho mình tỉnh lại nào. Thực ra là các bạn cứ thoải mái lên để trao đổi với nhau. Nhìn thẳng mặt nhau luôn nha, để nói chuyện. Đó. Mà nãy anh Cân nghe bằng Thủy nói là bằng Thủy ở Đồng Nai hả? Bằng dạ. Thủy làm việc hiện tại làm việc ở đâu? Em đến từ Đồng Nai nhưng mà em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vì hiện tại em ở quận 2. Quận 2 là từ Thủ Đức qua quận 2 cũng gần. Anh thì anh ở Thủ Đức nhưng mà anh làm ở Bình Dương, ở với V-Ship 1 á. Từ Thủ Đức lên đó khoảng 15 cây à. Nói chung là hôm nay đến chương trình này cũng là cái duyên được gặp Thủy. Lên đây thì ta xác định là rất là nghiêm túc. Nếu mà được thì mình cho nhau cơ hội. Nói chung là nghe chương trình thông báo là bữa nay đi ghi hình tới giờ. Nói chung là mở chương trình bỗng hàng hò lên coi để cho lấy kinh nghiệm, để tiếp xúc nói chuyện, nhưng mà cuối cùng không có nói được gì hết. Lên gặp luôn, mới lần đầu tiên đứng trước đám đông gặp hai MC Quyền Linh với Ngọc Lan, rất là dễ thương, dễ mến, nên hơi bỡ ngỡ một xíu. Hỏi đi, chào gái nè, em thấy em sao rồi, em có đợi lúc nào anh đón đi chơi? Như mình hẹn hò thì nếu mà em rảnh thứ bảy chủ nhật không, hay là như thế nào? Dạ em rảnh. Như đặc biệt công việc của em là làm ca. Nên nhiều lúc thứ bảy chủ nhật người ta nghỉ, còn anh đi làm. Còn nhiều lúc thứ hai, thứ ba là người ta đi làm, là anh nghỉ. Công việc của bạn em là gì mà dạ. Công việc của em là đi ca chị. Làm việc theo ca, 3 ca, 4 kiếp được chị. Nên làm cứ làm 6 ngày, ốp 2 ngày chị. Nên không có thời gian nghỉ cố định, không có làm giờ hành chính. Nghỉ thứ bảy chủ nhật được. Em thì làm giờ hành chính và thường thì em nghỉ cuối tuần. Nghỉ cuối tuần, nếu mà làm ca, nếu mà làm ca đêm hoặc là ca sáng thì anh có thể sắp xếp nghỉ mình hẹn hò đi chơi với nhau được. Dạ, dạ được ạ. Em có thể sắp xếp công việc của em ạ. Mẹ Thủy nó phải làm gì vậy? Em là nhân viên kinh doanh và bán hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ạ. Em mà làm bên nhân viên bằng ngành máy là công ty Kimberly Glass, chuyên sản xuất về tả giấy bé hết ghi với lại băng vệ sinh của Tết. Những nhiệm vụ cụ thể của em là gì? Nhiệm vụ cụ thể của em là kiểm soát chất lượng đầu ra, nói chung là sản phẩm ra đạt yêu cầu hay không, tốt hay xấu hay như thế nào, đến tay chị em phụ nữ dùng là chất lượng hay không là do em quyết định. Quan trọng lắm nha. Như vậy chắc là em hiểu phụ nữ lắm đúng không? Dạ, nói chung là lúc đầu thì công việc của em thì em rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, nhưng mà bây giờ đó vì công việc của em là em vô em làm tiếp xúc với môi trường làm trong công ty thì thì đã qua đào tạo thì nói chung là em đã hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm là như thế nào đến tay người tiêu dùng. Và hỏi em kinh nghiệm sao biết cái băng vệ sinh nó tốt vậy? Dạ, mình nói cái tả đi, mình nói người ta cũng có làm về tả rồi mình nói cái tả nó đang làm cụ thể là băng vệ sinh luôn. Tôi hỏi ra nữa tôi mua cho tôi cũng kiểm tra băng vệ sinh tôi mua cho vợ con tôi chứ gì đâu. Tâm viên kinh nghiệm cho anh. Mình nhìn sao thấy băng vệ sinh nó tốt? Mà do mình trong người trong nghề biết dùng ngoài thì nó quen dùng, thấy chất lượng sản phẩm nó tốt hay xấu là do nhìn sao. Hồi trong đại dịch đó mấy xóm chị em bị Covid bị giăng dây đó, nhờ tôi đi mua băng vệ sinh. Tôi mua về mấy cổ chê nó Quỳnh Linh không biết mua băng vệ sinh, mua băng gì đâu mà nhỏ quá. Đúng sai nó nhỏ đó là dùng cho ban đêm. Nhỏ nào mà dùng ban đêm? Miếng nhỏ là dùng cho ban đêm, còn miếng mà băng vệ sinh có sai không? Dạ có. Vậy mà đó giờ tôi tưởng có nhiều loại anh. Tôi gom tụ tôi mua hàng chi mấy cổ mấy chị mấy em mấy cô đấy Quỳnh Linh không biết mua không đúng sai đó. Không hỏi sai gì. Tôi là dịch là tôi chùm mua băng vệ sinh cho các chị em phụ nữ với bác sĩ trên tuyến. Mùi la hoài luôn, nó không mua đúng. Mua sai tràn là sai gì trời, chắc do mua loại nhỏ quá. Không có ai mà sai tràn nữa đó. Ai biết, thấy trong tràn thì có chứ không ai mà có cái sai tràn nữa đó. Ai biết, tôi thấy mấy chị mấy cô chê tôi quá tôi mới hỏi chỉ tôi kiểm tra cái đó giùm nha. Dạ có băng gì có dịp nào thì em sẽ tư vấn cho anh Linh nhiều loại, nhiều size, nhiều kích cỡ, mỏng có dài có như thế nào thì em là người mỏng tốt hay dày tốt?
Nói chung là tùy trường hợp anh. Với sự mỏng thì dành cho những người mà hoa hậu bikini này kia là dùng mỏng. Nhiều loại lắm, thôi đừng hỏi trên đây mất thời gian của đôi trẻ. Nhiều loại lắm, dành cho vận động viên nè, rồi về người mẫu bikini nè, rồi người lớn tuổi nè, mới dậy thì nè. Dùng cho những em gái tuổi tinh rồi. Tại nhà tôi gái không à, tôi đôi khi tôi đi mua tôi không biết gì thôi. Còn chút chỉ riêng nha. Mày cũng phải học chứ. Nói chung là cô gái của chúng ta là từ giờ trở đi là an tâm về vấn đề phụ nữ rồi đó. Có người lo rồi. Ai, xin lỗi mất thời gian chút nha. Thôi hai đứa nói tiếp đi. À, đặc điểm công việc của anh như thế vậy, em có ngại không? Dạ không ạ. Nói chung là công việc nào cũng công việc, nói chung là đôi lúc sợ như thì anh tiếp xúc nhiều thì anh thấy anh quen. Đối với người ngoài thì dồn vô thì cứ nghĩ là à, cái đó không tốt hay là cái đó gớm hay này kia. Nói chung không nhiều ai nghĩ cái... gì đâu em ơi. Không ai nghĩ gì đâu. Ta còn cảm ơn em nữa. Đi đâu? Em lo cho phụ nữ tốt đẹp chứ đâu nghĩ gì em. Thôi giờ vô chuyện nè. Bây giờ là hỏi thử coi bạn gái định chừng nào kết hôn được đi. Nếu như mình chính tính hạn nhỏ nhau thì em tính khi nào mình đánh tiến tới hôn nhân? Nếu được trong năm nay thì càng tốt ạ. Theo anh cũng vậy. Mà mình tìm hiểu cảm thấy hợp thì mình làm liền, chứ đừng có để dây dưa ra nhiều người, dây dưa ra lâu dài mà cuối cùng không được đến được với nhau. Đúng tìm rồi. Hiểu gần 1-2 tháng cảm thấy ok hợp thì mình tiến tới hôn nhân. Hỏi qua điểm hôn nhân của bạn gái thế nào cho anh biết đi. Quan điểm hôn nhân của em thì đối với em thì quan điểm hôn nhân như thế nào? Em là một người lúc nào cũng hướng về gia đình. Cũng giống anh cũng hướng về gia đình. Nói chung là anh cũng mong muốn người phụ nữ vợ mình sau này á muốn biết thương yêu chồng con là được, biết ngồi tự đảm đang chút xíu là được. Chứ đối với anh tiêu chuẩn không cao quá đâu. Anh thì cũng biết nấu ăn được chút ít, do tại vì nhà anh cũng có buôn bán hủ tiếu gõ này kia, em cũng học được ba mẹ cũng nhiều, với lại được anh sinh ra ở quê ở về miền Trung, nói chung cuộc sống cũng lồng lũ vất vả nên mấy cái công việc nội trợ hay này kia anh cũng biết làm, cũng phụ giúp được gia đình. Dạ, quan trọng là hai người sắp xếp được thời gian cho nhau ạ. Giờ hai đứa lớn tuổi rồi đã hỏi thích con trai con gái để liền đi. Đối với anh thì anh trai gái không quan trọng, con là do trời cho thôi, trai cũng được mà gái cũng được, không quan trọng điều đó. Còn đối với em thì như thế nào? Em cũng vậy. Nhưng mà em có một câu hỏi. Đó là ví dụ như là giữa hai người đang cùng nói chuyện về một vấn đề, nhưng mà ý kiến nó không tương đồng. Tính em thì ví dụ như là đã quyết định chuyện gì ấy, là hay muốn tìm kiếm sự đồng thuận. Thì trong trường hợp đấy như thế nào ạ? Nếu như mà ý kiến của em anh thấy đúng thì ok, anh sẽ thể quyết định những quyết định cho em. Còn nếu mà anh cảm thấy chưa đúng lắm mà em cương quyết như vậy á, thì anh để đó, từ từ 1-2 ngày sau thì anh sẽ nói chuyện đó lại với em sau, và bàn lại với em có thể nghe và thay đổi được suy nghĩ của mình không? Liệu có khi nào anh áp đặt suy nghĩ của anh cho em không? Không, anh không có áp đặt, anh không có tính gia trưởng này kia, anh không có áp đặt. Nói chung là anh tôn trọng hai người với nhau, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nói chung là thống nhất quan điểm nhau chứ còn không có áp đặt. Ý là mình trụ cầu hay nắp nhà gia đình gì đó mà áp đặt cho người kia thì anh không có tính đó. Dạ vâng, em chỉ hỏi vậy thôi ạ. Về quản lý tiền bạc thì như thế nào, hai bên bàn luôn đi. Về quản lý tiền bạc thì đối với anh thì nếu mà em quản lý tài chính tốt thì anh xử làm lương tháng 10 triệu thì anh giữ lại 1-2 triệu để đi đường xá đổ xăng ăn sáng này kia, còn là đưa cho em quản lý để lo cuộc sống gia đình và con kiến mình sau này. Nhiều quá, giữ lại cái 2 triệu nhiều. Nhiều mà nhiều, 10 triệu thì giữ có 2 triệu mà nhiều. Mấy cô cứ giữ hết luôn mà. Tôi theo tôi phải 3 triệu luôn á.
thời buổi này xăng cổ nó lên rồi, ăn uống cũng lên rồi. 500 thôi. Năm trăm, 500 thì lượm dây chai ăn thêm để sống hả? Vừa phải thôi Ngọc Lan. Ăn cơm, vợ nấu cơm, đem heo cho ăn, rồi cà phê, vợ nhẹ. Nhất với 20-30% chứ đúng không? Rồi bây giờ một cái cuối cùng nè, để tao quyết định nè. Theo em thì mình lấy vợ về mình ở đâu, phát triển kinh tế thế nào, làm gì? Nói cho bạn gái nghe đi. Đối với anh thì nếu mà ở đâu cũng không quan trọng, miễn sao tạo điều kiện tốt nhất cho mình làm việc. Như em làm việc thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng làm việc ở Bình Dương, thì mình sau này mình dự định có tiền mình cắt nhà gì đó ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện đường mình đi làm. Chứ còn anh cũng không áp đặt là phải về làm dâu hay là ba mẹ rất là dễ, không có áp đặt nàng dâu thì không bác em về ngon lắm. Hiện tại ba mẹ hai bác ở đâu ạ? Ba mẹ anh hiện tại ở quê Phú Yên, Quảng Ngãi. Quảng Ngãi chứ. Buôn bán Thủ Đức luôn, nhưng mà ba mẹ anh mới về quê vài bữa nó vô. Ô, cũng tức là nhà đó nhà của ba mẹ đúng không? Dạ. Ba mẹ buôn bán ở đó luôn. Dạ. Buôn bán gì? Dạ, ba mẹ buôn bán hủ tiếu gõ. À, bán hủ tiếu trước cửa nhà luôn hả? Dạ. À, rồi ví dụ như bây giờ lấy nhau, bạn này thiếu ba mẹ vô trở lại thì bạn này phải làm dâu không? Dạ, nếu mà ấy thì phụ nữ cảm thấy làm dâu thoải mái, ok thì làm dâu chừng 1-2 ngày, hoặc là làm dâu thì làm dâu 1-2 ngày không? Ý là ý chú Linh hỏi là lấy nhau xong là hai vợ chồng ở chung với ba mẹ, hay là định hướng là sẽ ở riêng? Định hướng là ở riêng chứ không có ở chung với ba mẹ. Thật ra là Bình Dương á, có cái miếng đất nào á gần đó thì cái Bình Dương giờ cũng có một số nơi là mình hai chồng có thể gom góp mua miếng đất được, nó cũng phải cao lắm. Dạ. Ha. Dạ. Có định hướng vậy không? Dạ có. Đó phải định hướng vậy để cho nhà gái ta yên tâm. Nhà gái ông mà mình không định hướng nhà gái ta cũng rối à. Dạ được. Dạ được. Cái mặt nhà gái thấy thương quá, tôi cũng hoài luôn á trời. Cô gái có duyên mà hiền khô à. Bây giờ nè, em lại em nói hết cái suy nghĩ của mình nè. Trời. Làm sao mà hôm nay đem được người ta về nha, không thôi là mất đó nha. Đó bây giờ nói nè, em nói cái gì em nói tầng đáy lòng của mình, mong muốn điều gì và cho người ta thấy một cái tương lai tươi sáng, cho người ta thấy rằng mình là trụ cột vững chắc để cô gái này tự tin mà bấm nút đó. Quan trọng là cho em đó. Đấy, như chương trình này cũng là một cái duyên nợ, nên hy vọng là em cho anh cơ hội. Anh ra đến chương trình này rất là nghiêm túc, sau này anh sẽ bù đắp lại cảm cho em nhiều, mà anh hứa sẽ không phụ lòng em. Dạ, em cảm ơn. Đôi lúc trong cuộc sống thì không thoát khỏi xích mích, nhưng mà đôi chút nào đó thôi thì mình lại vui vẻ hòa đồng với nhau. Hứa đi làm gì sẽ về sớm. Còn công việc thì anh làm thì anh không biết nhậu, không có thuốc này kia, thì em yên tâm vấn đề đó. Anh không có tính, anh không có lăng nhăng, tính anh rất là trung tình. Anh rút kinh nghiệm từ mối tình trước này, anh sẽ không lặp lại vết xe đổ rồi nữa, và sẽ bù đắp cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh sẽ rồi trở về vị trí của bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Không phải bắt tay. Nắm tay đan tay như vậy nè. Anh nói anh trai nghe nha. Một cô gái rất là hiền lành, chất phát, thật thà. Thật ra đây là người có thể ở phía sau lo gia đình, lo tất cả mọi thứ cho em đó. Em làm sao có thể là trụ cột để lo lắng cho gia đình là được rồi. Nhớ cái lỗi của mình là đi về trễ, vợ càm ràm cằn nhằn là cự nữ lại. Cái này mình rút kinh nghiệm bỏ qua nha. Không có vướng phải nữa. Như vậy là được rồi. Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiền lành luôn. Cảm giác của em giờ sao nè? Lúc trước khi đi ghi hình em rất là hồi hộp. Bây giờ được bạn nữ đồng ý nhận lời hẹn hò thì em rất là vui. Rất là vui đúng không? Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai em đã kết nối được với nhau. Hy vọng rằng tất cả những gì ta nói bây giờ chúng ta phải thực hiện cho nó đúng.
và mong rằng hai đứa sớm sẽ hiểu nhau, yêu nhau và về chung một nhà nhé. Dạ, cảm ơn. Dạ. Mỗi lần tới cái khúc này nhìn mặt chú Linh phiền. Mình trao nhau một cái nụ hôn đầu tiên ở trên sân khấu này nè. Đấy, đúng ngay cái má lúc đồng tiền đó. Anh xin phép được hôn em một cái. Thơm không? Tóc thơm quá à. Tóc thơm, khung má còn thơm hơn. Không có đồng tiền. Cái đồng tiền đó nó tụ mùi thơm ở trong đó, đó trong cái sâu hoắm ở trong đó đó. Nhớ nha, làm sao hôn được cái đồng tiền đó đó nha. Dạ. Ok.